Thưa quý vị khán giả, sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt bất thường trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, thì nhiều khu vực trên cả nước thời tiết đã thay đổi nhanh chóng, xảy ra tình trạng mưa dông. Đáng chú ý là mưa kèm theo nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như là sét đánh, dông lốc và mưa đá. Và tần suất của nó xuất hiện trong thời gian tới sẽ như thế nào? Ngay sau đây sẽ là những phân tích và dự báo đến từ biên tập viên Thời tiết Quốc Sáng. Xin mời anh Quốc Sáng ạ. Vâng, thưa anh Dương, tháng 4 và tháng 5 là cái thời điểm mà chuyển mùa ở nhiều khu vực trên cả nước. Thời tiết có nhiều biến động, vì thế mà đây cũng là cái giai đoạn cao điểm dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Thưa quý vị, chỉ trong 3 ngày qua đã liên tục xuất hiện những trận mưa đi kèm với các hiện tượng như là lốc xoáy, sấm sét và mưa đá, gây thiệt hại cả về người và tài sản ở các tỉnh thành trên cả nước. Từ tối qua, mưa đã xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Trận mưa tương đối nặng hạt giúp giải tỏa không khí oi bức ngột ngạt, nhưng cũng gây một số thiệt hại. Sau cơn mưa lớn đầu mùa, nhiều cây xanh bật gốc, ngã đổ, đè trúng ô tô đang lưu thông trên đường. Mái tôn nhà dân, công trình, cơ sở sản xuất ở huyện Hóc Môn bị gió cuốn bay. Rất may, không có thiệt hại về người. Cùng thời điểm, tại một số nơi ở Đồng Nai như Trảng Bom, thành phố Biên Hòa, cũng có mưa gây ngập nhẹ vài tuyến đường. Long An ghi nhận một trường hợp bị tử vong do sét đánh. Trước đó, một người ở Yên Bái cũng bị sét đánh tử vong. Thừa Thiên Huế liên tiếp mấy hôm nay đều có mưa lượng khá sau chuỗi ngày nóng như đổ lửa. Tuy nhiên, trận mưa dông kèm theo lốc xoáy vào chiều tối ngày 2 tháng 5 đã cuốn bay hơn 50% mái trường tiểu học Phú Lương 1. Phòng học bị hư hỏng nặng, toàn bộ học sinh phải nghỉ học hết tuần. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 5, ở huyện miền núi Tương Dương của Nghệ An cũng xuất hiện mưa đá kéo dài hơn 30 phút. Kích thước đá lớn rơi xuống làm hơn 200 ngôi nhà bị thủng mái hư hỏng. Đặc biệt tại Sơn La, vào đêm ngày 2 tháng 5 cũng đã xảy ra trận mưa đá thứ tư trong năm nay. Trong đó, đáng chú ý nhất là trận mưa đá hiếm gặp xuất hiện vào chiều ngày 24 tháng 4 vừa qua tại Vân Hồ, Sơn La. Trận mưa đá này kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ với mật độ dày, phủ trắng các quả đồi nương rẫy, gây thiệt hại khoảng 400 hectare hoa màu, cây ăn quả lâu năm, làm thủng, vỡ mái nhiều nhà dân. Anh Sáng, này rõ ràng là việc liên tiếp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và mùa màng của bà con. Và tôi thấy là cường độ lớn như vậy thì không biết là nếu mà chúng ta đem ra so sánh với thời điểm này của hàng năm ấy, thì kiểu thời tiết như thế này có phải là những hiện tượng bất thường hay không ạ? Vâng, nếu đánh giá về các trận dông lốc, đặc biệt là mưa đá năm nay, thì tần suất xuất hiện nhiều hơn hẳn so với mọi năm. Nếu như năm ngoái, 5 tháng đầu năm, chỉ có khoảng là 30 trận dông lốc và mưa đá, thì năm nay con số đã cao hơn gấp đôi, lên tới là 70 trận. Và không chỉ gia tăng về tần suất, phạm vi mà cả cường độ các hiện tượng cực đoan cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân là bởi trong thời kỳ giao mùa liên tục có sự tranh chấp giữa các khối khí nóng và khối khí lạnh khiến không khí bị xáo trộn mạnh, tạo điều kiện hình thành các đám mây có đối lưu mạnh và kèm theo đó là các hiện tượng nguy hiểm. Và đặc biệt là nền nhiệt trước đợt mưa dông càng cao thì sự tranh chấp này diễn ra càng mạnh mẽ và nguy cơ kèm theo các hiện tượng như là lốc sét, mưa đá sẽ càng tăng lên. Thực tế, từ đầu năm cho đến nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nền nhiệt cả nước đều cao hơn trung bình mọi năm. Riêng tháng 4, nhiệt độ cao hơn tới 2 đến 4 độ C và thậm chí có nơi cao hơn trên 4 độ C. Đặc biệt là trong đợt nắng nóng bất thường trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, chưa khi nào và cả nước từ Bắc vào Nam đều có xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Đã có tới 110 điểm thiết lập kỷ lục nhiệt độ trong tháng 3 và tháng 4. Và đặc biệt là cả trên ba miền, khiến tháng 4 trở thành tháng nóng nhất trong vòng 50 năm qua. Như vậy là cực đoan về nắng nóng đã kéo theo những thời tiết cực đoan liên quan đến tình trạng đó là dông lốc và mưa đá. Vậy thì tôi muốn hỏi anh Sáng rằng là với những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm và cực đoan như thế này, chúng ta có thể đưa ra những cái dự báo gần cũng như là dài hạn để người dân có thể chuẩn bị, đặc biệt là những người dân mà họ sẽ phải ở những cái vùng mà chịu nhiều thiệt hại nhất hay không ạ? Vâng, do các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc mưa đá thì là các hiện tượng xảy ra trên quy mô hẹp và thời gian ngắn. Vì thế mà công tác dự báo cũng xảy ra khó khăn hơn. Và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đang nâng cao công tác dự báo cảnh báo sớm các hiện tượng này. Cái hiện tượng dông lốc, cái mưa đá này chúng ta khó có thể dự báo xa được. Nhưng mà chúng ta có thể cảnh báo được cái hiện tượng này qua những cái thiết bị theo dõi như là dùng cái ảnh mây vệ tinh, dùng cái ảnh radar. Chúng tôi theo dõi với những cái đội phản hồi lớn thì từ đó có thể đưa ra được cái cảnh báo cái về hiện tượng dông lốc sét, tức là cái hiện tượng mưa đá trước khoảng 30 phút đến 1 tiếng.
Còn về trong cái thời gian tới thì cái hiện tượng dông lốc sét mưa đá này có khả năng còn xảy ra ở mạnh nhiệt hơn so với trung bình nhiều năm. Giao mùa tháng 5 và nửa đầu tháng 6 ở miền Bắc cũng như miền Trung và ở phần phía Nam thì vào cái đoạn tháng 5 thì bắt đầu gió mùa Tây Nam ở cái thời gian tiền gió mùa bắt đầu nó hoạt động thì khả năng xảy ra cái hiện tượng mưa dông chuyển mùa bắt đầu nó xuất hiện thì cũng là gia tăng cái hiện tượng dông lốc sét và mưa đá ở cái khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dông lốc và hiện tượng mưa đá là hiện tượng quy mô nhỏ, khó dự báo chi tiết. Tuy nhiên thì bằng mắt thường, người dân cũng có thể nhìn được những đám mây dông để đoán định trong vòng 1 đến 2 tiếng có thể xảy ra các hiện tượng cực đoan dựa vào một số dấu hiệu sau. Đó là mây đen thì vần vũ kéo đến, đen kịt cả bầu trời. Các lớp mây cuồn cuộn chồng lên cao và gió bắt đầu nổi lên và có cả cảm giác se lạnh, biểu hiện của một cơn dông rất mạnh. Trong đó 30 phút đầu cơn dông là thời gian nguy hiểm nhất, rất dễ xảy ra các hiện tượng như là lốc sét và mưa đá nguy hiểm. Dù chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng các hiện tượng này lại có sức tàn phá rất lớn. Điển hình như là mưa đá, mức độ nguy hiểm của nó sẽ phụ thuộc vào kích thước của hạt đá rơi xuống. Và theo thống kê trên thế giới thì kích thước hạt đá có thể từ 0,5cm cho tới hơn chục cm, tức là tương đương từ hạt đậu và to dần cho đến quả bóng tennis. Kích thước hạt đá càng to, tốc độ rơi càng lớn và với hạt mưa đá có kích thước bằng quả trứng thì tốc độ có thể lên tới là 60 m/s, có thể tàn phá cây trồng, nhà cửa, nhất là những mái nhà ngói, mái tôn hay là fibro xi măng. Và trước thực trạng này thì chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cảnh báo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và ghi nhận sau tại huyện Anh Sơn của tỉnh Nghệ An. Chỉ trong vòng hơn một tuần, hai trận mưa đá, dông lốc đã xảy ra liên tục trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An. Hàng trăm hecta lúa bị đổ ngã, nhiều diện tích ngô đến thời kỳ thu hoạch cũng bị gãy đổ, không thể phục hồi. Vừa rồi đấy thì là đúng là nhiều cơn lốc thật đó. Nhưng mà cơn lốc vừa rồi đấy là hắn sạt hết cả ngô với ruộng gì lăn sạt hết. Bao nhiêu giọng mã bỏ vỡ đó. Cho nên là người dân rất là khổ. Nhà cửa thì mình phải kiên cố, hoặc là nếu mà có một số thì mình phải nái địt lại. Vậy các cái trấu bò hay lợn gá thì ví dụ giống lốc thì mình cũng phải che chắn nó cẩn thận. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã tăng cường cập nhật tình hình thời tiết, nâng cao nhận thức cho người dân qua hệ thống loa phát thanh, tiến hành dàn néo, gia cố nhà cửa trước những trận giông lốc nhằm giảm thiểu thiệt hại, đồng thời chuyển đổi các loại cây trồng ít bị ảnh hưởng bởi mưa đá, giông lốc. Kịp thời ban hành các cái văn bản để hướng dẫn cảnh báo cho người dân kịp thời. Bên cạnh đó cùng chỉ đạo xã có các cái giải pháp như là bố trí lực lượng rồi người túc trực vân vân. Và đặc biệt là xây dựng các cái phương án khi xảy ra lốc xoáy thì các cái lực lượng hỗ trợ người dân cụ thể như thế nào là phải rõ. Khi có cảnh báo thì ban chỉ huy cũng đã có một cái hệ thống tin nhắn tới các cái ban chỉ huy phòng chống thiên tai các địa phương. Hiện nay đang là thời kỳ chuyển mùa, thời tiết có nhiều biến động, hay xảy ra mưa dông, sấm sét, mưa đá và gió lốc thổi mạnh. Người dân cần thường xuyên theo dõi cập nhật các bản tin dự báo và cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, đồng thời không được chủ quan khi có lốc xoáy, mưa đá xảy ra.